Chào các chị, lại là em Trang từ Nu88 đây, kênh YouTube chuyên về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Hôm nay, em xin được giới thiệu với các chị về sản phẩm Omega 3 của Nuskin và 12 cam kết vàng khi mua sản phẩm này tại tổng đại lý Nuskin 88. Đầu tiên, em xin phép được giới thiệu sơ lược về Omega 3. Omega 3 là một loại chất béo không no thiết yếu, có lợi cho sức khỏe tim mạch, não bộ và giúp duy trì tình trạng khỏe mạnh của da và tóc. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều có thể tiêu thụ đủ lượng Omega 3 từ chế độ ăn hàng ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta cần bổ sung thêm omega 3 từ các nguồn khác như sản phẩm omega 3 của Nuskin. Và sau đây là 12 cam kết vàng khi mua omega 3 Nuskin tại Nu88. 1. Cam kết chính hãng. Tại Nu88, chúng em cam kết 100% sản phẩm omega 3 đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nuskin, một thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới. Các chị sẽ không cần phải lo lắng về việc mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. 2. Bảo hành chính hãng. Nu88 cung cấp dịch vụ bảo hành chính hãng cho sản phẩm omega 3. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi nào, các chị chỉ cần liên hệ với Nu88, chúng em sẽ đảm bảo giải quyết mọi vấn đề cho các chị. 3. Giá tốt nhất thị trường. Nu88 cam kết mang đến cho các chị giá cả tốt nhất. Nu88 luôn cung cấp mức giá ưu đãi nhất cho khách hàng, giúp các chị tiết kiệm tối đa khi mua sắm. 4. Yên tâm về chất lượng sản phẩm. Tất cả sản phẩm tại Nu88 đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng. Chúng em cam kết chất lượng tuyệt đối của sản phẩm. 5. Hóa đơn đầy đủ. Nu88 cung cấp hóa đơn đầy đủ cho mỗi giao dịch, giúp các chị kiểm soát được chi tiêu một cách dễ dàng. 6. Tặng thêm quà khi mua. Khi mua Omega 3 tại Nu88, các chị sẽ được tặng kèm những quà tặng hấp dẫn. 7. Mã giảm giá cho lần mua tiếp theo. Sau khi mua hàng, các chị sẽ nhận được mã giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo tại Nu88, giúp các chị tiết kiệm hơn. 8. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nu88 cho phép các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chúng em muốn đảm bảo rằng các chị sẽ nhận được sản phẩm ưng ý nhất. 9. Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng qua video call. Nu88 cung cấp dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn sử dụng qua video call trong vòng 12 tháng, giúp các chị sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất. 10. Đại lý chính thức với hơn 9 năm kinh nghiệm. Nu88 tự hào là đại lý chính thức của Nuskin với hơn 9 năm kinh nghiệm. Chúng em hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất để phục vụ các chị. 11. Giao hàng miễn phí trên toàn quốc, dù ở bất cứ nơi đâu, các chị đều có thể mua hàng tại Nu88 và nhận được sản phẩm tận nơi mà không mất phí giao hàng. 12. Chính sách đổi trả linh hoạt. Nu88 luôn tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Chúng em cam kết chính sách đổi trả linh hoạt, giúp các chị yên tâm khi mua sắm. Đó là 12 cam kết vàng khi mua Omega 3 Nuskin tại Nu88. Các chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại 083 551 9999 để được tư vấn thêm hoặc nhận được những ưu đãi đặc biệt nhất. Hẹn gặp lại các chị trong video tiếp theo nhé! Chúc các chị một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng!